Hôm nay là chuyện đâu đi đâu hả? Một cái giò cà nhắc đi. Hả? Sao nhắc nữa rồi? Sao đi cà nhắc rồi? Sao hả? Sao vậy? Trời ơi. Nước sống mà. La. Đi đâu hả? Đi đâu rồi trời? Đi như bà cụ quá trời. Giò bây giờ. Nhức sống hả? Sống hả? Có sống mà nó lên ta hả? Thính vậy? Thuốc ha, thuốc nhức xương sống ha. Sao để bị nhức xương sống? Chồng bị giờ gì vậy ta? Trời ơi, chồng cũng bị nữa hả? Bữa nay đi thăm anh Tài Thiên hả? Nhớ quá. Nhớ hả? Nhớ gì vô hỏi thăm. Nhớ rồi. Nhớ Tài Thiên. Mấy đồ nào mua hỏi mẹ coi không? Trời ơi, để hầu mua tôi đâu biết bà có ăn hay không mà tôi mua. Thái nó bự không nó sao? Nó hồi nào trời, ăn mì gói, ăn mì gói không? Không, ăn đâu, ăn mì gặp rồi. Ừ, mì gì đó. Ngồi anh Tài Thiên. Nó ăn mà. Không, không, bây giờ hầu ăn cơm với anh Tài Thiên. Đây, có đồ ăn không anh? Đây nè, hải mã kìa, bỏ lời thôi. Kìa. Có mẹ không? Có mẹ không? Trời ơi, trời. Có mẹ không? Có mẹ không? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu cho? Ở đâu cho? Nói gì đó đó cái cối đó nó hiểu, tự nhiên nói cho nó hiểu rồi. Ở đâu cho? Ở đâu cho? Ở cái bụng mới mất đau trên nó bụng. Ở đâu cho? Chị lấy công thông chị cuộc sau lưng bả giùm em đi. Ai hỏi ai lấy lon? Lon lon. Không nói cái gì. Chào anh Long. Chào anh Long. Chào anh Long. Vô thăm chim. Vô thăm chim Hồng Quân ơi. Vô thăm anh Tài Thiên, không hỏi thăm anh Tài Thiên cái này sao? Hỏi thăm ơi. Sao Tài Thiên? Cái này sao rồi? Khỏe. Khỏe. Cái này mà ăn khá không? Này anh Tài Thiên. Rồi. Nhịp rồi. Cái này đi chạy cá, có chạy cá không anh? Không có đâu ăn. Cái này có đi chạy không? Không. Sao kỳ vậy? Thì mấy người kia nó la lắm coi chạy. Có bốn người đâu cần người nữa đâu. Nó không biết. Nó không biết rồi. Kìa. Chuẩn bị đãi bà nước mía chịu. Ê không? Chim sâu. Hỏi anh Tài Thiên coi, anh Tài Thiên cái này làm ăn sao rồi? Hỏi người tàu không tàu. Chịu rồi. Qua đây ngồi nè. Qua đây ngồi dạ. Qua đây ngồi kìa, tàu ơi Tài Thiên. Quên nào, quên à. Quên đồng ngõ rồi nó kiện với đầu hô trời ô. Tao đó, nó đồng ngõ nó hỏi thăm gì đâu. Ờ quán phải không? Quán phải không? Nhớ không? Nhớ quán phải không? Nhớ quán phải không? Kìa. Bà lớn mà nhìn mà kìa. Khẩu luôn á. Cô khẩu luôn á. Chẳng mấy người đó. Ngồi kế đó. Qua ngồi với bả kìa. Kìa bác kêu kìa. Bác kêu kìa. Út. Út. Ngày chim sâu gặp tại chị chim sâu đi cà nhắc là bị gì hả? Bị nhưng không em cầm thôi. Nhưng sống hả? Làm gì quá sức hay gì? Giò đi không được rồi sao ta? Nghĩ quay đúng không sao? Ủa sao nhất chim sống mà giò bị đau? Sao kỳ vậy? Cắn ôm ơi. Rồi, đó. Vậy. Mẹ gì nè? Mẹ gì nè? Tao cố thật. Cái gì ngon quá con mẹ ha? Chứ gì vậy? Cô có con còn ha? À, con đứt cười, đứt cười. Trời ơi, mẹ gì có con là bé đứt cười tao. Bé đứt cười. Mấy người biết đứt cười. Con quá vậy. Con quá vậy. Con quá vậy ha, con của anh Tài Thiên không có quậy ha. Hiền. Ngồi đi con, ngồi vô đi con. Ngồi đi. Thấy dễ thương à? Thấy dễ thương không? Ôi, với con ngồi giống ông. Ừ, đây cho anh Long vô. Long vô. Quay ra. Con coi cho con. Con chưa? Này, nghe nè. Này, uống vô thăm trong nhỏ. Trong nhỏ thớ hồ trời ơi, Long tốt trời. Thôi ngại đi đâu. Ông Long kêu chồng nhỏ. Ông Long tự nói luôn. Có thăm coi rồi. Chồng nhỏ. Sao sao ừ. Chồng nhỏ. Không thăm gì hết. Nghĩ hỏi rồi. Nghĩ hỏi rồi. Vậy đâu có cài cá được cơ mà hỏi luôn. Hồi đó ai cũng khen là chị chim sâu giống y chang như... giống con ta á cả. Giống chả. Nói đó. Giống mày.
Vô này ra ngoài. Cái này gái này, đúng rồi. Còn nó cái đâu? Gì mua gì giờ? Đi mua nước cho chị uống rồi. Lâu ngày chọc lại. Ngọt kín rồi. Mà thấy có lớn gì luôn cậu. Thấy có lớn gì đâu, mấy tháng này mà thấy con vi sinh vậy phải không? Con vi sinh bà có lớn lên miếng nào bà có lớn không? Thôi à, cái bụng ăn không được cái à, không à. Cái không phải ông mới quay rồi cái mồm kia ông quay nó quay đó quay đầu quay hay quay á mà không có ra rảnh mà thôi à động mà. Thương không? Thương thương không? Thương con lông mà. Thương con lông. Chịu làm kiểu đó làm trâu đó. Trời, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Gia Bảo ngày càng lớn là thấy nó. Không mà. Cái cặp mắt nó đổi lại ha. Có lưu cài nè, dảnh. Thôi. Đúng đúng đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng cà hiên. Đúng rồi khi. Đỏ quá. Ờ cái này thì cái này bắt số bắn số đỏ không? Để bắn số đỏ không? Muốn muốn mấy cạnh chứ chạy quá chậm. Quá chậm. Dữ hả? Ba cho con ba nhờ. Thôi. Rồi hai chị là gì đâu kỳ cục. Nhỏ ấy. Ngày qua đúng không? Mình từ từ. Qua là bên ông Long kìa. Anh này. Thôi. Giá tài ngon quá rồi, nó đau rồi. Về đâu? Dạ bây giờ chạy thiên cho Gia Bảo. Thôi, có con đứa rồi. Có con đứa rồi hả? Có đứa rồi ha. Có đứa mà nó quậy bằng này đâu. Ừ. Quậy rồi quậy. Ngoan lắm đâu. Trời ơi. Không, phụ nữa. Cà kêu phụng rồi mới về cái kêu phụng kè. Trời ơi. Vào đánh luôn. Trời ơi. Trời ơi, phụng mới về ha. Bữa nay khen với tờ. Có rồi kìa. Đó có. Khen sao thấy nó giống không? Bà với Gia Bảo bà thấy giống không? Giống không? Giống không? Giống không giống? Giống không giống kìa. Giống. Đúng không? Giống không ai. Đấy kìa, nước tới kìa. Mới kiếm bé kìa. Trời, cảm ơn con. Mới nhắc nó, mới nhắc cái gì tới rồi đó. Đó, giống ai. Giờ mới giống ai? Đúng không? Giống trong đó. Nhưng gì? Không, cua quá đâu cậu. Có con á. Bao nhiêu tụi con uống đi. Dễ thương quá. Dễ thương ha. Dễ thương ha. Thôi được rồi, nhỏ đó nên gu và ấy ấy hoài. Thôi được rồi. Bây giờ bà hỏi ông Tài Thiên giống không? Đúng, giống cà đó. Giống cà. Nó biết chưa? Bữa nay chị chìm sâu vô lại thăm lại anh Tài Thiên. Anh Tài Thiên mà gặp được Gia Bảo phái rồi. Phái rồi. Quá mừng. Quá mừng rồi. Vì này về chắc bỏ bé Đức luôn quá. Ừ. Dễ gì. Dễ gì. Hồi nặng nông đựng nặng nghe lỗ tai hoài trời. Thôi được rồi. Đừng lỗ tai. Nhỏ nào đó. Em không nhỏ là gì. Ừ không nhỏ gì đó. Không nói đi. Không á. Không ông ơi. Vậy mới uống. Đó là quan trọng. Đâu hỏi vợ ông coi cho bà không không. Hỏi dạ không ơi, ông cầm cái đây. Ôi ông cầm cái loại gì. Trời ơi được rồi. Yếu được rồi. Yếu được rồi. Qua kìa, qua ngồi kế bé Thảo kìa. Thảo. Ờ. Ngồi mấy hả, chịu không? Nhỏ này không? Chịu rồi không? Giống rồi ha. Vì là làm tiếp bên này kia. Đấy à. Chơi rồi, trời. Bé nhỏ nó không có ấy à, bé lớn là nó bập bập. Đó này chuyện nó không phải kiểu heo không á. Heo á. Nuôi nổi không á? Ừ, nuôi nổi không á. Thấy không? Tôi khoảng có 5 ngàn nuôi giờ nổi. Trời ơi. Trời ơi. Uống nước bé kìa. Con con về em gửi. Em gửi gì trời? Chị dâu đó. Chị dâu gì trời? Ai ấy dâu đâu. Ai là chị dâu? Cô vợ lớn rồi. Rồi vợ lớn trời ơi trời vậy mà nói vậy. Cái này kẻ bé nha. Ừ trời ơi trời.
Ông Long ở sau lưng bà kìa nha, chứ bà cười đi. Này nhìn thấy những cái hình ảnh ngày xưa mà hiện về luôn cái gì vậy? Là nhớ chuyện cái này hồi xưa vui. Vui lắm. Rồi, qua đây chị Diêm Sông. Ngồi kế bà nhỏ đi. Mày ngồi nè. Con nói bà nhỏ vậy, bà nhỏ nó con cơm không nè. Rồi kìa. Hỏi cho ăn cơm không kìa, bà nhỏ có cho ăn cơm không kìa. Xíu đi chạy kiếm cá giờ 2 rồi.